Nói hả? Đây là mình tên là Phạm Gia Bảo, Mr. Cool. Thì năm mới rồi, bốn vị đại sứ hết vì tiền, có cả bạn Ngân Long nữa, nhồi quá đi. Bạn Ngân Long cùng thực hiện một bộ ảnh rất là đẹp. Và mong rằng các bạn sẽ đón xem bộ ảnh này trên báo nhé các bạn. Áo dài là trang phục truyền thống của người Việt Nam, và không chỉ nam mặc rất đẹp mà các bạn nữ mặc còn đẹp hơn. Và sắp tới, bởi vì VTM của chúng ta đã có một cuộc thi rất là to lớn, một cuộc thi rất là bự, một cuộc thi trên toàn quốc. Cuộc thi đó chính là Miss Áo Dài Teen Việt Nam. Mong các bạn hãy tham gia nhiệt tình nhé, nhất là các bạn nữ đấy. Chào các bạn đã tới chương trình Fashion trên VTM, và đây là phiên bản đầu tiên trong năm 2012. Thì concept này không có gì lạ, chỉ có những gương mặt là những đại sứ hot về tin rất trẻ, tài năng và nhiệt huyết trong những bộ trang phục không giống ai của nhà thiết kế Leo Thanh Tùng. Và tôi đích thân phải tổ chức thực hiện chuyến này, mặc dù tôi không thích chút nào á ha. Nhưng mà rất mong các bạn đón nhận bộ thời trang này như là tâm huyết của tập thể hot về tin, ekip Lê Nguyễn, Lại Sơn và đội quân đại sứ của toàn quốc trong năm 2011.